Theo đó, năm 2022, công tác dân vận của huyện Phú Bình tiếp tục đạt được nhiều kết quả quan trọng. Các cấp ủy chính quyền đã quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện các nhiệm vụ công tác dân vận gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị ở cơ quan, đơn vị. Việc cải cách hành chính, thực hiện dân chủ ở cơ sở, hoạt động tiếp xúc đối thoại trực tiếp với người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp với nhân dân được triển khai hiệu quả. Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội tiếp tục đổi mới nội dung hoạt động, tập trung củng cố kiện toàn tổ chức nâng cao chất lượng hiệu quả công tác giám sát, phản biện xã hội, công tác tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và nhân dân, thực hiện tốt phong trào dân vận khéo ở các cơ quan, đơn vị địa phương. Trong năm, ban dân vận các cấp đã phối hợp thực hiện gần 400 cuộc tiếp dân và gần 500 cuộc đối thoại theo quy định số 11 của Bộ Chính trị. Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí trưởng ban dân vận tỉnh ủy đánh giá cao sự nỗ lực trong thực hiện công tác dân vận, đồng thời đề nghị địa phương cần đổi mới sáng tạo vận dụng hiệu quả công tác dân vận phù hợp với điều kiện của địa phương tăng cường công tác đối thoại tiếp xúc với doanh nghiệp người dân để lắng nghe chia sẻ và kịp thời tháo gỡ khó khăn vướng mắc thực hiện tốt công tác phát triển kinh tế xã hội